Hello các bạn ha, hôm nay bên cửa hàng Thế Giới Đầu Câu về số lượng lớn mồi NFF chuyên dành cho câu cá lóc và cá chém, con mồi mềm nổi tiếng nhất hiện nay với một cái bổ là bổ 7 con. Hiện nay bên cửa hàng đang về 4 màu là màu xanh tiger, xanh biển, màu cam và màu đen vàng. Thì ở đây là bên cửa hàng về rất là nhiều nhé, và cửa hàng thì vừa có bán sỉ và bán lẻ luôn. Thì bạn nào mà quan tâm về mồi này á, thì hãy liên lạc với số điện thoại ở bên dưới hoặc là để lại bình luận thì bên cửa hàng sẽ liên hệ với các bạn ha. Ở đây là một kho và trong kia còn cả một kho nữa, rất nhiều mồi luôn. Thì mồi này là về bán rất là nhanh nên mấy anh em mà mua về để bán hay là gì thì cố gắng liên hệ sớm để được cái giá tốt cũng như là có hàng để bán ha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video, nhớ đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo từ cửa hàng. Chào tạm biệt tất cả mọi người.